Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố phát trên sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối thoại với hợp tác xã 26 tháng 8. Công an tỉnh tuyên dương và khen thưởng thành tích xuất sắc trong việc hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân. Phần cuối chương trình có phóng sự Ký ức niềm vui ngày đại thắng. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Đồng chí Đỗ Văn Trụ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ trì hội nghị đối thoại với hợp tác xã 26 tháng 8 giải quyết các nội dung liên quan đến thu hồi, đền bù đất tài sản của hợp tác xã phục vụ công tác tái định cư dự án chỉnh trang tuyến đường Điện Biên. Theo nội dung khiếu nại của hợp tác xã 26 tháng 8 đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố hủy bỏ quyết định thu hồi đất đối với hợp tác xã 26 tháng 8 và trả lại đất cũ để hợp tác xã xây dựng trụ sở sản xuất kinh doanh, đảm bảo cuộc sống an sinh cho các thành viên, yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố bồi thường hỗ trợ 100% tài sản trên đất cho hợp tác xã theo quy định khoản 8 điều 89 Luật Đất đai năm 2013, yêu cầu thành phố đền bù thiệt hại cho hợp tác xã theo quy định tại khoản 2 điều 88 Luật Đất đai năm 2013, phải dừng sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở các quy định của pháp luật và kết quả xác minh nội dung khiếu nại của thanh tra thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết luận nhất trí với báo cáo số 04 ngày 24 tháng 4 năm 2023 của đoàn xác minh, giao đoàn xác minh tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Tại buổi đối thoại, hợp tác xã 26 tháng 8 không cung cấp được tài liệu chứng cứ nào khác ngoài các tài liệu chứng cứ đã cung cấp gửi kèm đơn để chứng minh nội dung khiếu nại của hợp tác xã 26 tháng 8 là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. Giao Ủy ban nhân dân phường Trường Lề trả lời đối với nội dung hợp tác xã 26 tháng 8 kiến nghị theo báo cáo số 92 ngày 2 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân phường Trường Lề, giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố tham mưu giải quyết đối với nội dung hợp tác xã 26 tháng 8 đề nghị chi trả khoản tiền bồi thường hỗ trợ đối với tài sản trên đất với số tiền là 550.562.929 Việt Nam đồng theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 28 tháng 4, Công an tỉnh đã tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng cho một đơn vị và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân trên địa bàn xã Triển Cọ, thành phố Sơn La. Tại buổi lễ, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao một giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho tập thể Công an xã Triển Cọ. Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La tặng giấy khen cho 5 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2023. Tính đến thời điểm này, xã Triển Cọ là một trong hai đơn vị đầu tiên với xã Triển Dòng của huyện Mai Sơn đã hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ 14 tuổi trở lên với tổng số 4.051 trường hợp. Phát biểu tại buổi lễ tuyên dương, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những nỗ lực và cố gắng, những cách làm sáng tạo của cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an thành phố Sơn La, Công an xã Triển Cọ. Từ kết quả này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát động phong trào thi đua trên địa bàn để hoàn thành chỉ tiêu cấp 100% căn cước công dân đủ điều kiện trước ngày 30 tháng 6 năm 2023, đồng thời đẩy mạnh triển khai tiện ích từ cấp căn cước công dân gắn chip phục vụ hiệu quả công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn. Công đoàn cơ sở khối Đảng đoàn thể thành phố đã tổ chức thành công đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn cơ quan khối Đảng đoàn thể thành phố có 63 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành công đoàn cơ quan luôn phát huy vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho các đoàn viên công đoàn, thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành công đoàn và thủ trưởng cơ quan. Hàng năm tổ chức hội nghị cán bộ công chức người lao động, đảm bảo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tham gia thành viên hội đồng xét nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, xét nâng lương trước thời hạn cho 18 đồng chí, nâng lương thường xuyên cho 60 đồng chí, đảm bảo chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi cho cán bộ đoàn viên công đoàn. Từ năm 2019 đến năm 2022, công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn cơ sở khối Đảng đoàn thể thành phố tiếp tục phát động sâu rộng hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, tham mưu giỏi, phục vụ tốt, cuộc vận động cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực trong cán bộ đoàn viên. 100% đoàn viên được bảo vệ, thực hiện đúng các chế độ chính sách, quy định của pháp luật. 100% nữ cán bộ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. 100% gia đình cán bộ công nhân viên chức lao động đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.
Công đoàn cơ sở xã Trường Ngần vừa tổ chức đại hội lần thứ 6, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và triển khai hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành công đoàn xã đã thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, kịp thời giải quyết chế độ lương, thưởng, phụ cấp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tổ chức thăm hỏi đoàn viên ốm đau thai sản, gặp mặt tặng quà cho con em nhân ngày Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, tổ chức tặng quà đoàn viên vào các dịp lễ Tết, ủng hộ đồng bào thiên tai. Trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành công đoàn xã Trường Ngần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thể hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu trong nghị quyết đại hội đề ra. Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 6, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho 35 học viên của phường Trường Lề. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt một số kiến thức cơ bản như các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, kiến thức về an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, kiến thức về tổ chức sản xuất liên kết theo các chuỗi giá trị từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến lưu thông tiêu thụ, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp Việt Gáp, Global Gáp. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng về chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, kiểm soát chất lượng sản phẩm từ khâu sản xuất, sơ chế, chế biến đến khi tiêu thụ, hình thành được thị trường nông sản an toàn đáng tin cậy, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, từng bước xây dựng thương hiệu cho nông sản của thành phố. Quý vị và các bạn thân mến, chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, đã đi vào trang lịch sử hào hùng của dân tộc, là mốc son chói lọi, đánh dấu sự lãnh đạo tài tình, vĩ đại của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là kết quả của sự chiến đấu hy sinh anh dũng của hàng triệu chiến sĩ đồng bào, quân dân cả nước cho nền độc lập tự do của dân tộc. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày đại thắng của đất nước ta đã trở thành một trong những ký ức đẹp nhất của lớp lớp thế hệ những người chiến sĩ, cán bộ, người dân được sống trong những năm tháng ấy. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với ký ức niềm vui ngày đại thắng được chúng tôi ghi lại của những người chiến sĩ, cán bộ Sơn La trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Là một cán bộ của Ti Thông tin Tuyên truyền Sơn La, trong suốt những năm quân và dân cả nước anh dũng chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Cao Thành hiện nay đang sinh sống tại phường Trường Lề, thành phố Sơn La, nay đã 90 tuổi, vẫn luôn giữ nguyên vẹn những ký ức của một thời là người cán bộ thông tin ngày đó. Với nhiệm vụ viết và biên tập những tin tức về tình hình kháng chiến, diễn biến kết quả của các trận đánh trong và ngoài tỉnh, những dòng ghi chép trên quyển sổ tay vẫn được ông trân trọng, gìn giữ. Khi đó, ông cùng các cán bộ của Ti Thông tin Tuyên truyền đã luôn có mặt tại các địa điểm, nơi mà bị máy bay Mỹ bắn phá tại Sơn La, bằng một phương tiện đó là xe đạp, để ghi lại nhiều thông tin quan trọng, phục vụ nhu cầu của người dân, nắm bắt thông tin cuộc kháng chiến. Trong sổ tay vẫn còn ghi lại được mấy cái như này. Sơn La bắn rơi 68 máy bay, Nghĩa Lộ 16 máy bay, Lai Châu 14 máy bay, tổng cộng là Tây Bắc của mình hạ 98 máy bay Mỹ. Được nắm bắt tình hình kháng chiến tại chiến trường miền Nam là một chiến sĩ trên mặt trận thông tin, ông Cao Thành và các phóng viên ảnh ngày đó của Ti Thông tin Tuyên truyền đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thiếu thốn về kỹ thuật, cơ sở vật chất để thực hiện các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại các huyện và thị xã Sơn La bấy giờ. Trong những cái năm chiến tranh ấy, thì tôi là một cán bộ của Ti Thông tin Tuyên truyền và trực tiếp là những cái người mà đưa tin tức chiến thắng tới nhân dân. Rồi lúc đó là cái phòng của tôi ấy, nó gọi là cái phòng thông tin cổ động, vừa làm cái phần tin tức tuyên truyền, vừa làm những cái hình thức cổ động ở bên ngoài.
thì đặc biệt là cái ngày toàn thắng. Đó là một cái ngày tất cả mọi người, không trừ một ai, đều có một cái cảm xúc nó lớn lắm, nó vỡ òa lớn lắm. Tôi nhớ lại lúc đó anh em chúng tôi hàng ngày theo dõi chiến dịch mùa xuân này, cứ từng bước từ Quảng Trị, thế rồi thì vào Huế, thế rồi thì là vào Phan Giang Phan Thiết, giải phóng Phan Giang Phan Thiết, rồi đến Xuân Lộc, và cuối cùng đặc biệt những cái ngày mà đưa tin những cánh quân của chúng ta vào giải phóng Sài Gòn, thì quả thực lúc bây giờ là vỡ òa. Đó là ký ức không thể nào quên của người chiến sĩ trên mặt trận thông tin nơi hậu phương. Còn với những chiến sĩ là người con dân tộc Thái ngày ấy, như cựu chiến binh Quảng Văn Khổ và cựu chiến binh Lò Hồng Sơn ở xã Trường Sôm, thành phố Sơn La, thì ký ức ngày giải phóng còn là ký ức của những người lính cùng quê hương gặp nhau nơi chiến trận và mong chờ phút giây đoàn tụ. Hai người lính khi đó tuy lên đường nhập ngũ khác thời gian và khác đơn vị, nhưng trên đường hành quân vào chiến trường miền Nam, những người lính là người con của thị xã Sơn La thuở ấy đã gặp lại nhau. Niềm vui nào bằng giữa bom rơi đạn nổ, nơi ranh giới của sự sống và cái chết thực sự mong manh, thì những người con của đất mẹ Sơn La gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, niềm vui khôn xiết. Nói chung là anh em xã Trường Sôm mình là ở cùng một sư đoàn hết. Có người thì ở trung đoàn pháo, có người thì thông tin, có người trinh sát, nhưng mà đều cùng một sư đoàn. Ôi, gặp nhau thì sung sướng lắm. Trong chiến dịch Tây Nguyên, tôi nhớ nhất là đơn vị tôi là được đơn vị là Vua Hồi Dương Công cho C-7 để đánh cái khu Hòa Pháo Binh, nhưng mà chỉ tiếc là đơn vị là không vào được vì là bom đạn pháo của mình bắn trúng cái kho đạn của địch. Đáng nhớ là 6:30 phải tấn công rồi, nhưng mà đến 8:00 mới tấn công được, cho nên một số anh em cũng mất mát ở đấy. Hai chiến sĩ ngày ấy năm nay đều đã trên 70 tuổi. Những bước chân hành quân qua bao chiến dịch, qua bao vùng đất ở miền Trung, Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột. Những bước chân hành quân rắn giỏi năm xưa ấy giờ đây bước đi trên mảnh đất mang màu xanh của hòa bình. Trường Sôm hôm nay, bên cạnh những nếp nhà sàn của đồng bào Thái, màu xanh của lúa biếc, núi cao phủ kín khắp bản làng. Đó cũng chính là thành quả mà lớp lớp cha anh đi trước đã viết nên cho nền độc lập, hòa bình của dân tộc. Nghe tin Sài Gòn là ngừng tiếng súng rồi thì quân của mình thì nó sung sướng không biết đến bao nhiêu rồi. Cực kỳ là cứ ôm nhau nhảy múa đấy thôi. Ông nhảy múa ôm cả cái đài nhảy mà lại bảo là giải phóng rồi, giải phóng rồi. Đến trưa 30 tháng 4 thì bắt đầu nghe thế là giải phóng miền Nam rồi. Khung cảnh lúc đấy sau khi được nghe tin giải phóng thì ai cũng mừng rồi. Đấy, ai cũng ôm nhau, đấy, ôm nhau. Để làm sao mà giải phóng rồi. Sau này mình coi như an toàn rồi. Dù là ký ức về ngày đại thắng mùa xuân năm 1975 của những chiến sĩ nơi tiền tuyến, hay niềm vui chẳng thể nào nói thành lời của những người cán bộ nơi hậu phương cùng bà con nhân dân Sơn La ngày đó, cũng đều mang niềm tự hào mãnh liệt về truyền thống yêu nước, anh dũng, kiên cường của quân và dân ta, trở thành sợi dây gắn kết tinh thần không kẻ thù nào thắng được của bao lớp người đi vào lịch sử dân tộc. Ký ức về ngày 30 tháng 4 năm 1975 mãi trở thành ký ức về một mùa xuân đẹp nhất, hào hùng, thiêng liêng nhất của cả dân tộc. Để ngày hôm nay, các thế hệ con em sẽ viết tiếp truyền thống xây dựng quê hương đất nước ngày càng tươi đẹp hơn, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thành phố, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.